Gia đình anh Giàng A Ký ở bản Giào Cu Nha có 10 hecta cây sơn tra, trong đó 7 hecta đã cho thu hoạch. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, cả nhà đang tập trung thu hái đem ra chợ bán. Tuy nhiên, kết quả lại chưa như kỳ vọng. Giá bây giờ là nó xuống thấp, chỉ có 5.000 là hết cỡ. Thu một năm là chỉ năm ngoái là được tầm 20 triệu, năm nay chưa thể biết được. Năm ngoái tầm 20 triệu. Theo tính toán năm nay, riêng nhà anh Ký sẽ có từ 7 đến 10 tấn sơn tra để bán. Các hộ khác cũng người giam tấn, người chục tấn. Nhưng sự bất ổn về giá bán đang gây ra không ít ái ngại cho bà con. Mình thấy trồng táo còn thu được nhiều lợi nhuận hơn. Tuy nhiên hiện việc tiêu thụ cũng rất khó khăn và thường xuyên mất giá. Mù Cang Chải hiện có khoảng hơn 5.000 hecta sơn tra, tương đương với gần 5.000 tấn quả thu hoạch mỗi năm. Từng được kỳ vọng là cây thoát nghèo, làm giàu cho bà con, nhưng việc quản lý vùng trồng cho đến đầu ra sản phẩm cũng đang là thách thức lớn cho quả sơn tra ở vùng đất này. Đối với lại các xã thì cũng thành lập những cái nhóm tổ, rồi là tổ hợp tác về trồng và sơ chế bảo quản sơn tra. Đấy thì là cũng xã thì cũng mỗi xã thì cũng thành lập 1 đến 2 tổ. Là loại quả gắn bó bao đời với người dân vùng cao, nhưng thực tế cho thấy việc phát triển cây sơn tra ở Mù Cang Chải đang gặp không ít khó khăn, từ việc trồng, thu hái cho đến tiêu thụ sản phẩm, quy hoạch chặt chẽ vùng trồng, tìm kiếm thị trường đầu ra ổn định, bền vững, có lẽ là điều mà bà con trồng sơn tra mong mỏi nhất lúc này.